tuyến đường Hồ Xuân Hương, với lại anh đang chuẩn bị cải tạo lại vỉa hè và làm ngầm đường dây điện và các loại cáp. Xuyên qua đường. Đây là máy theo dõi xem mũi khoan đã đi được đến đâu. Phía cuối đường Hồ Xuân Hương là đá bó vỉa đã được tập kết rồi.